Hello，你好，我你好，我呢从零七度的那个月龄，中学的阿兰吉呢，你这种那天，高中学在祷告了，这边好，Go English Channel 的那天，也可去到 Subscribe，从那个 Subscribe 的不好 Channel 的呢，Support 个天，老师以后这个啥跟到跟到按给了一个 English 个用语，让大家都听，那这个个 Subscribe 到天，为他点个有我 Video 做了个，我哩个还。Sao có cơ chơi hay mì cà nhìn tên tại mì cà lần lần cái share thì có cú sâu tao thế này này ạ thì có là share cho nó có subscribe hồi giờ thì có thể subscribe là ủng hộ tao được có thế thôi có cái tao thấy là rong được cái channel nó một phát được có thế nào ok thì ô liu của hai của tôi ủng hộ tao để video là hết tiền có yêu cầu lý cha tao muốn á thì cần đến đăng ký nó nếu chỉ hồi thì có chỉ lý cầu tao xứ có yêu chủ tao bao lúc học bao tua thì thôi có cần một đấy rồi đấy rồi có thể chỉ confuse này ạ của tôi khi cái ý cái o cái bê tôi muốn chọn tôi là cái tài xin nó này ạ thì hồi thì có hồi chỉ tao bao nó là có cần một sai của tao học bao tua thì có thể lợi dụng cái xe thế hồi giờ này cho nên tôi sẽ sai của cái video là lợi dụng này cũng chẳng hề tiền này yêu chủ cầu tao mình chỉ học nó là thế nào ok chị rồi ta lo của cô ấy để video cho tiền be verbs cho nó chi nó này ạ chị thầu của thay nó chỉ bỏ khá mình chỉ đã chỉ thầu của mới cho một lâu cho ra hậu YouTube nên chị nó chỉ chụp bỏ khá là thế nhưng lên tờ nếu bỏ mê cho lời cái này nếu giờ cho số tông luôn đã cho mê cái này rồi cứ lại này chụp bỏ khá là này ạ chị giờ lên tờ của cho khỏi video nó cho ra này nó em giờ này cho bỏ đại ổn tiền đã lỡ nó chị nếu mà lý sách của video này nó nên mới chèn nên mới show rồi nên phần đó đó ok nếu mới show ra hậu em nên mới sách của video em biết hai lý giải nên thì liên cái xe đó hồi giờ thì có sách của hai xứ có chỉ show là chỉ chờ của show là cái gì cái chỉ lại ý dạng cái liên đề này ạ thì cứ chủ tao ua thì cứ yêu chủ tao bỏ khỏi video thì bỏ này đó gọi cho chèn này có thể liên cái đó đó ok thì cứ yêu cho lại video nó cho lại nó ấy nên mà lý được cái một sách đùa này ạ thì nếu nó bây giờ là cái sao thì passive voice giờ là chỉ nó passive voice thia active voice cứ yêu mỗi thằng cho passive voice thia active voice nhớ cho có hoặc tense nói chứ là khi nó biết cả ta chị ở này nó nên tự báo có hoặc tense giờ ra chỉ là chỉ tao giờ thế nên tự chỉ tao báo giờ muốn sai đùa hay giờ có tự báo là nó chỉ nó biết được cái là cả passive voice thia active voice nhớ cho có hoặc tense là nó là thế nếu yêu chỉ tao thế thì chỉ nhớ cho có hoặc là nó chỉ xịt giờ thằng cho cái passive voice giờ chỉ active voice giờ ra chỉ này ạ chị cho cũng khi nên cả ta lo lúc xưa biết cả ta lo nữa này chị là hồi thì active voice nó nè tao hồi tiệt tao giờ uống coi giờ tụ uống này ạ cứ lên từ lọ cái liền chỉ hay có chỉ hay sống tông chỉ hay chết xuống đấy chị tụn tới giờ tụ uống này ạ tụn tới giờ tụ chỉ có thể mình đó này chị nếu giờ khỏi active voice nó ok thì she passive voice nó chỉ sẽ tao tiệt giờ trâu uống lần đầu tụ này ạ bị dưới giờ li cụ tụ khen nó trâu liệu tụ muốn tao cú chưa tuân đó là tức là cú chưa tuân chỉ khỏi tên mình này cú chưa tuân trâu khỏi đó thì tới giờ qua nữ trâu qua lần đầu nữ già này ạ ok thì bây mà muốn cởi thì sẽ cho lý cha nhớ cho cú lúc không phải rồi thế ấy giờ thì có hơi nhiều của họ video nó là sau nó cái trang đi tới đó cú thế khỏi từ cú họ qua tao chỉ chuột kề nó là có cú xong đời tốt cho họ cái thế cú cho nên số lên cho tôi và nên cũng mất feedback tới được cú thế này ạ vì hết tiền chỉ muốn lên từ qua đấy 100% perfect này ạ thì cú đi nên họ opinion thế ấy giờ thì nếu họ bỏ thì chỉ trong nó cho nó nên nếu họ bác thì được cú thế nào ok thì bây muốn sẽ tao ạ ok thế thì chúng sẽ tao nên là cỡ active voice thì passive voice nào ok thì nên bỏ cái lúc sáng nhất tụi nó nào ok thì active voice giờ đó chỉ active voice giờ lấy cái thứ hai giờ giờ coi giờ tụi mua u là bỏ lấy giờ ý tu nên tu subject này giờ tụi u nào ok thì chỉ giờ tu subject này này ạ em nên mua giờ lấy bị chữ cú này ạ cú chưa tụi u là em cú trâu thế giờ đó chỉ là u trâu cú thế này ạ ok thì còn đó là hua passive voice này này ạ thế chị do cán trọng hay tiền nhớ cho họ đó là mình cần nếu mà có hoặc tense nó ok có hoặc tense nó thì nếu như bé bao giờ xử lý được present past thì future thế này nhớ cho bé hoặc tense nó là gì ý có xử lý present tense bỏ là như past tense là như future tense nó là mới chạy ở bao có tense nhớ họ nó ok thì bé cỡ ổn định cho bao bé cỡ present tense ổn định đó thì present tense yêu có yêu đã chỉ có yêu tập bao nào present tense yêu luôn nên tập xin nó ok nếu yêu được present này ok thì present tense thì có thể e nó là dân chúng ở cầu ở có tense này thì có tense thì e cho blur này thì yêu simple present nè thì nhớ được present tense nó nếu mà blur có tense nhớ hậu lực của hai ở thì có e khó nó bên mặt cần gì nè ok simple present thì nếu như mà active voice thì passive voice ý dạng gọi lên đây này ạ
chép simple present nó hơi hơi lo thật cho nó chi nó ok có yếu tố bảo để nó thật cho nó chi ấy có thể linh cái gì ok simple present nó nên chỉ nên lo thật cho cho action hoặc nên chữ gì nhớ rồi luôn nên tới gì nó này ạ thì anh nên cố chi expect to end nó có yếu chi có yếu chi từ đầu hay từ nửa cơ nó ok nên chữ gì linh tới ta liệu ok chỉ có anh nên nếu có gì bị giữ được khỏi ý này ạ the action khỏi action ua nếu chỉ lý chữ gì nhớ rồi thầm mà đã thức thua bài ổn lý của hai nè ok ý còn gì nếu chỉ nếu là hai cho khỏi chênh hả ok nếu thả cho khỏi chênh hay tìa nếu yên rong lên đó nếu yên nhớ nhớ nếu yên chữ gì lên đó nè nếu một chênh hả ok một chênh chữ gì nhớ rồi luôn nên tạ xin nó nè ok chờ yếu giá tạ thôi lo thế tạ xin nó lo the future là những chỉ bảo hay tiền nữa chú sĩ chỉ chú sĩ đó là những true lên đó này ạ có yêu là cái bỏ nữa trong đó nè khé để à khi tiếp lao nữa khé cho hay tiệt nữa là khé sau có tổ chức bự là do tây giặc có ua tà li này ạ có ua tà li nè khé chỉ hai nhóm rồi nên ta xin nó luôn nên nằm mò theo nên ta kỳ có những ua họ cú tà li này chỉ bé mốt chạy cho lời chia trong the present simple nè khé thì còn nên cho lên nó này ạ ok cho mốt nhục tổ giang xử lý tiệt khó sổ nó rồi chỉ nên tiệt once a week, Jim cleans the car. Yeah. EV no nu yin wo yi zhou na EV once a week. Okay. Jim cleans the car. EV no Jim zuo nu lu che yi zhou na okay. Jin nu yin wo lin de ta li yo okay. EV no nu wo yi zhou ni ji le ta li no na nya ro simple present na okay. Chị nữ tư hài lời khỏi cụ hài nế sâu này ạ. Chị khỏi nữ nó là chị once a week, Jim cleans the car. Nó chị là hồi tiết active voice nè khé. When Jim yô tu ua khỏi action nè khé. Once a week, nó mà nữ khía tế y vi y rô này ạ. Chị nữ lúc xí hậu ồn nữ chữ xí thấu tư này ạ. Y vi nó ồ y rô chị có những ồ chua vi lên này ạ khé. When Jim cleans the car. Cái có bỏ nhau khó clean nó nên nhau verb này ạ. Nếu nhau regular verb sẽ thì chỉ Jim này chỉ nhau simple present. Nhưng bây cho S cho nó. Nhưng thì nếu chỉ nhau verb sẽ chỉ có chỉ mua S nhau nó. Khó general sẽ này ạ. Thì chỉ he, she, it là nhau. Y lên tụ tớ person cho tớ nó chỉ bây cho họ S nó cho nó. Ok. Sẽ lấy thì ạ. Once a week, Jim cleans the car. Này ạ. Nhưng Jim cho tụ ua khó action đó. Nó chỉ là hụt thì ạ. Active voice này ạ. Thì she là hai đi ạ. Once a week, the car is cleaned by Jim. Okay. Once a week, the car is cleaned by Jim. Okay. Thì nữ tìa EV nó lúc chế nở trong giữa lòng tờ Jim. Okay. Thì lúc chế nó chưa tụ ua ạ. OK, thì khi lúc chơi này họ tụt trâu rồi nè, người họ tụt trâu quá, thì con sẽ khó chơi nè, OK, do lúc lạc sút nè, OK, do lúc lạc sút có sẽ chọn nó mà subject verb verbs song thi ý sợ, OK, thì khi học cái nó này thì người họ muốn be là nè, vì người họ tụt trâu quá này ạ, OK, the car is clean by Jim, thì sẽ tới lúc chơi là nên nếu hú hú do là vì gym do tụi mình được clean là nó ok ok cho sẽ tới để lúc trên nó trong gym muốn zô này ạ. Once a week the car is cleaned by gym lúc trên the car này ạ is cleaned by gym giờ là passive voice nè giờ là hú khó thì do được có cho ua lần đầu lúc tú nó giờ nếu là passive voice nè ok chị có thể có lòng tu subject liên tư lo cả liền này bị chữ ya lý số nó mới hiện chuyện mà có thể once a week he cleans the car nửa do tu subject tư lo cả liền đi thì sẽ khó chuyện chính do khó tu trao qua từ nói ya liên tư này ạ tu trao qua từ nói ya liên tư này chị thầu có lo hài học cá nó nên chị có muốn được lòng đó ok có muốn được lòng có muốn được cho lo qua đó từ hòn đê nó này ạ ok chị có mà lý cho tụi nó từ nó đó chị có nói cho khỏi simple present chị khỏi present continuous nó nói gì nữa là thả cho tia đã chi này action or taking place
cho lúc xưa ta chỉ nói kia nó ý là họ có bỏ cú trình hà hai lưu nữa nó này vậy có trình hà hai lưu nữa nó này vậy thì nếu có cơ sẽ sai tổng đấy nó là lo cú chỉ bỏ nó cái thì xin nhớ đồ lúc xưa ta chỉ nói kia nhớ kia ra được lúc xưa có thể thả lưu ư bỏ cái chữ chính nó nè nếu chưa nhớ đồ nên tham đã thức thua bài liên đó nè nếu do ý là li thực sự kia đó lúc xưa nó cái có thể cú thật thả được nó nè cái lời yêu tiếng Ả Rập chỉ ở cái thứ chữ chữ xé thì cái dòng mồ ua là này ok trên nước thải cho tiếng Ả Rập như thế nào khó cá nó này trên này tôi bỏ nhiều từ giang là này như thế right now I am writing the letter ok right now I am writing the letter ok trên này tôi đặt xin nó là ok right now chứ đặt xin nó này cú đã tổ sau ít trang tờ này okay, I am writing the letter. Chỉ cho nó tự học lối su của cái này này ạ. I am writing the letter. Chỉ nó hút tiếng active voice này ạ. Thì sự khó cá nó là gì? Tiếng right now, the letter is being written by me. Right now, the letter is being written by me. Yo cu yo con nên cho lu su su na ye kho kho ka no nu too much going on je ko chu hen yo ka hai tia kho ka no la nu je ko sha so no mo ing je kho bi na no loi nu yo mo ing ya ti shi kho kho is na no nu yin yo kho no na kho bi verb na nu yin yo no kho no nu yo no ti shi nu yin mo song ti pe ta li na so no nu je ko po kho no nu ti li bia de lu che na nu tron zo la den chim se na ya ti nu cho mo i song na su vi nu chi mo ing ya ke kho ye vi jan ho mo kho i en na vi ti lu che na nu zo zi la la tha ti nu tu tron zo la den chim na ya ok je a ne na kho so no na ti nu chi mo kho ing ya ti shi kho no na ti ko po the letter is nu mo is ya so no tia being na je lu sho na nu ta to tro wa na nu chen ta to in the process na ya show lon the okay. Question one. Right now, I am writing the letter. That's not good. That does show. Okay. Go back. That does show. Question one. My yo EVE. Okay. Once a week. I know you right now. Question one. I am writing the letter. The active voice. Okay. Who active voice? No. Gas and ten. No. No. You will go have to ning the u. The new active voice. Thì chỉ có thể trang tầng là nó nữ trí hoặc tù ua này trang tầng nó trâu ua lần tầng cú sứ này là passive voice nè. Right now, the letter is being written by me. Right now, the letter is being written by me. Ok, chỉ có cái có báo thế có con dò này có dự chủ tố dò có tense này thì nữ thả cho ra chi thả cho thuộc tư này ạ. Ok, ở khả năng nữ xích sở thân trọng nè. Chỉ cho active voice là xích sở, passive voice là xích sở. Hậu cá nào là ý dạng cầu thế. Chỉ có dựa tao lâu cho nó, có dựa tao cho nó. Khỏi dựa có con cho, chỉ có dựa tao nhìn, dựa tao bỏ tao tê hó, ok. Chỉ con cho lên đó xin á, chỉ khó có dựa cho nó, chỉ khó tao nó mà nữ yếu dựa chỉ là tao lên á. Thì sẽ khó có dựa cho nó, chỉ nữ yếu kia khó nó nè, nữ yếu kia khó. Có bỏ be verb thế, khó be, being này, being. B thế ing nó thế verb song thì bé nè có yên bỏ của nó ta lên nè ok do thế nhớ rồi có tense từ nó thì chỉ số nó là ý giáo vậy nếu chờ chưa được khó là nó như thế chỉ cần liền nếu muốn be verb thì verb song thì bé nào nè thì nhớ rồi lúc tense nó xứ họ nhớ rồi à simple tense nè chỉ nên chỉ chờ tan trò nè ok để bé họ muốn sai present perfect ok để present perfect là nếu như chỉnh nhớ đó present tense ý à của hai nó ok nếu mà bao khó này thì present perfect nó này nếu họ thả cho nó chi thế present perfect nó nó chỉ only bé hai này nếu thả cho thì giàu à experience là giàu mà giàu có khơi mù cho khả nó có khơi ô khả nó nếu như chỉnh một chỉnh này à ok thì chỉ có chú only ý cho ở giáo sư thì có chỉ ô là này thì chỉ có thứ khơi only đầu là nó ok có khơi only đầu thế chị à phình tao chị nấy bỏ tiền ever lấy never lấy once y đến té mới y giàu này ạ thế đến té có từ u y giàu rồi lọ tới rồi có chuyện u từ future lọ cũng chỉ bỏ thế ạ thì chỉ là mua u là mua hay là lọ hay tiền này nhớ rồi present perfect này ạ thế cái mua pi nhóc tuổi young ý là nó này ạ many tourists have visited China này ạ thế còn nó chị nếu hiện tại mua cho chúng tôi cần đón chi này ạ,
tàu mù sai tới chợ sùa này ạ. Thế cho con nó mà nửa hai trời giờ lý lương thầm bá đá tôi xin nửa hai bú thầu nửa báo lò này ạ. Thế chỉ thầu nửa báo lò thì mua chứ chóng tù chỉ do lên từ báo có thể cụ bé mua hai luôn luôn hay tiền mua chứ chống tù cứ non chi là tới tàu mù chi tới chợ sùa là này ạ. Thế chỉ tới rồi nên như chuyện yêu mù thì tôi xin bé chỉ hai cho phiếu chờ bé hai cho nhà ta lò lò trâu tại xin nó xin ạ. Chỉ nếu như tôi yêu tí nên có khởi báo thì khởi bỏ trong là xin này ạ. Present perfect nó ok. Many tourists have visited China. Hey, chỉ có nó hùa the active voice. Chỉ học có cá nó rồi chỉ nữa đi. China has been visited by many tourists. Okay. Chỉ có nó sẽ tới đi. Tới chơi xóa này. Tới chơi xóa tàu trâu. À, chứ trong tủ cử non gì một sai nè. Okay. Chị nữ chưa tới chợ số một sai lỡ thì sẽ tới chợ số trâu tí nên một sai này ạ. Có sao nó mà tí nên cho cứ nói chi một sai tới chợ số thì sẽ thảo là mỗi cho là qua passive voice qua trâu qua lần đầu tu lỡ này chị tới chợ số nó nữ chưa lúc tới chợ số mà thì sẽ nên một sai lúc tới chợ số này ạ. Một ví dụ chị nữ thế sau thì China has been visited by many tourists. Ok chị có China nó là nhớ tổn tiên nó chị có has been nó do nữ trâu tí nên một sai chùa này này ạ chị nhớ chúng ta sẽ xóa rào có thật ra thì dạo nữ trâu ở lần đầu lực tu thế adjective thì dạo trong đầu nữ chi chứ mua action này ạ chị nên chứ mua be verb nè chị giờ thì còn be nó nữa giờ ý là thì is là do are là do were là do been tên nó nè nữ di chuyển như be verb thì ok nên ạ ok chị China has been visited by many tourists. Chị sao nói này ạ, có bỏ khỏi sao nói thì many tourists have. Vì lý do khỏi nó hỏi have, khỏi nó hỏi has này ạ. Many tourists, nó chỉ mua chứ chống tù nó, ok, chỉ như là plural nó. Chị đã xoay bất thích sự khỏi have này này ạ, chỉ là all lên chế mua chứ bất thích khỏi have nó. Thì she China, nó như là y sẽ này ạ, như là y dạ sẽ y lưu tế chờ sẽ chế. Has, chị China chưa tù ua này ạ, chỉ như cho ua lần đầy lưu tù sư, chỉ bất thích cho bền cho nó, ok. China has been visited by many tourists. Okay, the new passive voice. Chị có khả năng là chị nữ hãy cho ua present perfect continuous. Okay, chị ua lý cụ hai anh dôn trong sai khó sĩ tạo lại cho tense nó có thể lý báo nè. Okay, chị có nói là chị nữ thì present perfect continuous. Nói hô thật sao nó chỉ thế này ạ. Ok, the present perfect continuous now the nữ do ý khó ua action ua nữ tư chủ xí nhớ là nữ past thì xí nữ yên chỉnh continually này ạ nữ mua ing chỉ thật ra the process and then it happening continually lo do đo tả xí nó là ok nữ chỉ hợp thế ô nhớ nhớ ấy nữ chủ xí rồi thì chủ sư là yếu thế có khởi ua ý rồi lý đợi thì chủ sư này ạ nữ continually happen này ạ nữ chú sĩ lên tới ta lì lò ôn tù rù này ạ. Thế bù tỏ lô nên the past thì ạ có tư tỏ ôn thâu lò là ta chỉ nữ yên ôn chỉ tùn dùa là cho ta chỉ nó ý ạ lì của hai nó ạ khé. Một nhược tư giang thì recently she has been baking some chocolate cakes. Okay, recently she has been baking some chocolate cakes. Sẽ tạo tiêu chín đầy lòng nó này ạ, tụ bó nè này nó nè. Chị ưu lý của hai nó là subject như tụ bó nè nó. Chờ có yếu bó xí, là xí có yếu bó ít tụ bó nè lũng bê nhá. Nó là yên yếu subject yếu dạng cao á, thì chúng nó biết cho xí xí nè. Recently, she has been baking some chocolate cakes. Sẽ tạo tiêu chín đầy lòng nó này ạ, ok? Nếu ua bị dưới, nếu ua tạo lý ý vi lòng nó nè, ok? Nếu tư ua khỏi action nó chỉ lý ý vi lòng nó lại nè, nếu như chúng ua, ok? She nè chị tụi bao nhiêu đời này ạ has been baking do vì cha họ nữ tuổi họ tụi ua nữ họ muốn bền như nào ạ vì nữ muốn ing như nào nè lúc su nó nữ show lên nó ok nữ tao ua dành được chỉ tương đối này ạ thì cũng được khi này tên beaver là ba trong có progressive tense này ạ chỉ sẽ lấy điều nữ muốn ing như nào này she has been baking nữ tao ua còn đời ạ chỉ tương đối này ạ tao bake này chị ý là chỉ ý cho ua chocolate cake này ạ, chocolate case. Just new active voice nó, okay, vì tụi bọn này nó như tụi ua.
Thì xí cho có lo hài thì à. Recently, some chocolate cakes have been being baked by her. Nên thì à, chín đầy lâu nó cho chocolate cake nữa này ạ. Tao trâu ăn tu rù lâu mù này ạ. Trâu kì lòn tử tu bó niền này ạ. Lòn tử nữ nó ạ. Kế cho có her này ạ. Object, thì xí cho subject kì she. Thì xí cho tu object kì her nó ạ. Kế nên chưa hết tiền cho việc chạy cho nhỏ luôn chứ có chủ tao báo hết tiền cho số khó khăn nữa thà shit giờ nữa ok chỉ cho tiền khó khăn sau cái nào recently some chocolate cakes have been being baked by her ok chỉ nên cho lúc su hết tiền khó số nó nữa giờ bị chả ai hậu nó này biết họ tư mấy chuyện gì này ạ chỉ không bị nó nữa trâu lỗ à anh chị lời thì sẽ không biết nó chỉ nuôi một sông thì bé là thế này ạ ok I know nữa thì tricky nữa nhưng sông nhà lên nó bỏ nó nè ok thì chỉ có yêu chủ tao bỏ thì còn nó nên nhớ được họ tense từ thế này ạ ok nên nhớ được họ tense từ thì con cho cá họ shit giờ thế nào ok chỉ có thể là bảo recently some chocolate cakes have been being baked by her chocolate cake nó chín đầy lâu nó nữa cho chocolate cake nó trâu kỳ lòn đợt nữa nè ok lần đầu tôi bắt nhận nó nè ok chị này nó cho nói cho ua passive voice nhớ là present tense chị cũng như bao tiền nếu muốn chỉ cho nhỏ thế nếu muốn chỉ confusing nếu như nhu là phải chữ nè cú tôi khen cái lò cú tôi chỉ chữ hình thế nào ok thì chỉ cú vài tiền bé cỡ một cái thì bé hiểu chữ ok nè ok chị sau đó có khó video chỉ cho nên thế nữa chị nếu nó bé là cái active voice thì passive voice nhớ là present tense. Ở đây video tuần đến nó là chỉ biết mà là cỡ so active voice thì passive voice nhớ rồi past tense ok thì lúc nào cũng làm chi nên lúc nào sử dụng có chính cái sự khởi tương là xong tới tôi đâu cụ thể nào ok thì bây giờ chỉ lúc nào sử nhớ xong rồi nên cho lên sự tù ok bye bye.